Bây giờ là 6:20 ngày 20 tháng 11. Nó thói quen thì cả sáng rau dù trưa giờ này du lại pha trà. Thưa các bạn là thà có vậy ấy, nhưng mà khi nó say say mệt lắm à, lấy trà. Thời gian du đi lấy trà là cái bình đủ nóng rồi đó, nóng nóng rực rồi đó, tráng lại cái tách cho nó nóng lần nữa. Mặc dù cái tách thì không cần nóng như trà, rồi nóng quá là khó cầm đó. Đổ nước này ra đây. Phải cầm hai tay không? Một tay giữ nắp chải hay không thì nó rơi bể cái nắp. Các nhà sản xuất mình giờ là cái chẳng ai làm bình trà mà ta làm cái nắp sơ cua hết á. Cái nắp là cái thứ dễ rơi bể, nên phải sản xuất sơ cua để mà đỡ bể thì có một thay thế chứ mà. Dù có nhiều cái ấm trà rất đẹp nhưng bể cái nắp rồi là coi như là cái ấm trà không thể xài được. Dù thấy nhiều người là cái nắp nắp bình trà là họ phải làm miếng nhôm, mình cắt cái miếng thiếc thay, bởi vì nó bể hết rồi, mua không có nắp thay đâu, thay bằng cái nắp thiếc mất giá trị cái bình trà. Dù biết bây giờ trên mạng có những cái bộ đồ trà đó thì 2,7 triệu một bộ. Tất nhiên là có nhiều cái bộ hàng chục triệu nữa, đó là tính giá đồ cổ nó mắc. Chứ còn 2,7 triệu một bộ là như thế là mắc rồi. Còn còn cái bộ mà đẹp đẹp phải phải 500 600 600 700 trở lên đấy thì mới có bộ đồ trà đẹp. À, lần du mua cái bộ đồ bát tràng màu nâu đỏ đó là giá tới là 500. Thì hôm rồi á
cái bồ đó cũng nó rớt, nó sao nó bể thủng lỗ đây, mình phải bỏ. Thì du du ra du hỏi đó, cái bồ trà này giá 350 là du mua liền, chứ không trả thế nào. Bởi vì trước kia du từng mua rồi, nó bồ màu đỏ nó tới 500, bây giờ cái bồ này nó 350 là mua ngay chứ trả gì nữa. Đấy, đánh thức trà. Thưa là cái nước đánh thức trà rất đầu rồi này, nhưng rót vào trăm như chị rót ra liền, đổ nước vào mình rót ra ngay, nhưng mà cái mùi, cái hương thơm của trà đó nó vẫn ngào ngạt, nó tỏa hương vậy đó, thơm lắm, rất là thích cái mùi trà rất thơm, thơm đặc biệt. Và có nhiều người nói thơm hương cổ. Du thì không biết là du tưởng tượng là cái mùi thơm gì đây, du nói là mùi thơm của trà thôi, hương thơm lắm. Rất độc chiêu nha. Bây giờ mới chăm trà đây. Trong cái bình luôn, thấy là nước để mà đánh thức trà, du hay gọi nước rửa trà, nước rửa trà mà là có một một nửa là cái nước sôi giúp du trà ấm đó, mà bây giờ vẫn còn xanh đẹp vậy đó, xanh đẹp mở ra vẫn có thơm mùi trà. Hôm nay thì là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thì du pha bình trà và nói về cái việc ra đời cái việc mà viết về cái ca khúc hát về cô giáo bên sông, tâm sự một chút về cái bài đó. Chờ thêm thời gian là chuyển cái nước trà trong 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 cái ấm trà sang cái chuyên trà, rồi Du sẽ nói về cái ca khúc đó.
hoàn cảnh ra đời của ca khúc đó.
cô Kim Cương, cô giáo Kim Cương và dù gọi là ca sĩ Kim Cương, cô giáo ca sĩ Kim Cương hát một đoạn, tức là xong lời một lời hai đó, cái bài hát về cô giáo bên sông của Du. Thế, cái chuyện là thế này, năm 1987 thì Du chuyển từ cái trường bổ túc văn hóa cán bộ công đông lên cái trường trung học sư phạm Vĩnh Long. Thì cái việc chuyển này là việc bắt buộc phải chuyển thôi, thì Du đâu có muốn làm việc chỗ này để bỏ chỗ này đi làm chỗ kia đâu. Du làm gì cũng thích, chung thủy làm, đã làm việc rồi thì làm, chứ không có chọn việc gì hết, không kén chọn. Nhưng mà cái, chúng ta biết là cái trường bổ túc văn hóa đấy thì nó có cái tính lịch sử của nó. Cái giai đoạn sau cuộc kháng chiến, đất nước thiếu cán bộ, thiếu người có học, thì cái bổ túc văn hóa cán bộ nó quan trọng lắm, nó ra đời để mà giải quyết cái vấn đề học thức cho cán bộ. Cho nên là đến lúc một lúc nào đó thì nó hoàn thành nhiệm vụ của nó thì nhà nước phải giải thể thôi. Thì cái năm 87 là cái năm mà cái trường công đông bắt đầu báo động giải thể, báo động giải thể. Thì trước trước đó, đó thì ba mẹ Du rất là mong muốn Du về Sài Gòn làm việc, mà Du không chịu lên vì Du lấy vợ Vĩnh Long. Thì năm 87 ấy, bước vào năm 86 là báo động giải thể trường, thì Du bắt đầu phải làm cái đơn xin về Sài Gòn. Thì lúc đó cái bậc lương của Du, anh Trần Trần Xuân Quế là hiệu trưởng, lúc Du về đó, Du mới vào trường thì ông xếp cho Du lương 85 đồng. Du hỏi ủa, một là 78 đồng, hai là 88 đồng, sao anh xếp 85 là cái ngạch nào, em giáo viên mà. Mà không, mày không biết, tao xếp mày cái lương 85 đồng là xếp cái ngạch đại đội trưởng theo 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 cái quân hàm của theo theo cấp bậc của mày, cái chức vụ của mày, đại đội trưởng. Tức là đại đội trưởng là ông xếp ngang với trung úy 85 đồng. Nhưng mà Du nói là Du đâu có làm quân hàm đâu mà có cái hàm, ông nói mày không làm quân hàm nhưng mà cái chức vụ mày có thì tao đề nghị xếp sang theo cái chức vụ của mày, mà để được cái vậy tao phải thuyết minh người ta đấy. Cho nên mới được cái 85 đồng, mà 85 đồng không có vào cái ngạch nào cả, nó cao hơn cái ngạch 78 đồng mà thấp hơn ngạch 88 đồng. Thì như vậy là sang năm á, một năm sau là tao đề nghị chỉnh lương cho mày, chỉnh thì người ta chỉ chỉnh lên không ai chỉnh xuống hết, thì mày thành 85 đồng đấy. Thế là ngay cái chuyện đó là Du biết là anh Trần Xuân Quế đấy, Trần Xuân Quế hiệu trưởng trường bổ túc văn hóa cán bộ Cửu Long, anh ưu ái cho Du, ưu ái cho Du là vì anh xuống chơi thấy nhà Du nhiều sách thôi. Nhiều sách mà Du hay ôm đàn guitar chơi này, anh còn nghĩ ra nhiều cái vui lắm. Anh nói lúc bây giờ là anh Tư Hồng, anh Nguyễn Việt Hồng, anh làm bí thư đoàn ủy công đông, anh là y sĩ, anh Trần Xuân Quế nói là cái anh Hồng tao sắp cho đi học, học văn hóa thêm để tốt nghiệp lớp 12. Cho nên bây giờ trước mắt ông làm phó bí thư cho nó, thì chức phó bí thư đã được rồi. Đấy. Thế nhưng mà anh Xuân Quế ấy, anh nghĩ ra cái này, anh nói là một cái nữa là mày là bộ đội chuyển ngành đi học làm giáo viên, mày có kinh nghiệm, thôi thì mày phụ trách cái đội, mày làm phó bí thư nhưng mà mày luôn làm phụ trách luôn cái đội là đội thanh niên cờ đỏ của nhà trường. Hỏi thanh niên cờ đỏ làm gì, ông bảo là cái trường này nó gọi là ti công đông,
trường bộ túc văn hóa cán bộ Cửu Long, nhưng mà nó gọi là trường công nông, hay nói đùa là ty công nông, còn có người còn nói dữ hơn nữa là cái vai trò ty công nông nó quan trọng lắm, toàn cán bộ rồi giờ đi học không à, cho nên nó là ty công nông. Đấy, và nhiều người gọi là tỉnh tự giám để nói cái vai trò quan trọng nó ở ở Việt Nam có quốc tự giám ở Hà Nội, còn ở Vĩnh Long có tỉnh tự giám, ở các tỉnh thì có tỉnh tự giám. Đấy, thế là ý anh nói tôi là vì vậy ấy, cái tính công thần địa vị nó cao lắm, đi học đây mới chả sợ ai cả, cán bộ đi học mà, sĩ quan đi học mà sợ ai. Đấy, cho nên là cái chuyện mà này chuyện kia xảy ra phải có một cái đôi cờ đỏ để mà trấn áp cái này, để mà giải quyết cái này. Cho nên mày làm đội trưởng đội cờ đỏ thì du nhận lời, nhưng có một cái sáng kiến nữa mà như thấy là nó rất là vui mà buồn cười mà vui. Là anh nói là mày thì cái vốn kiến thức bộ đội của mày ấy, mày là phó chủ nhiệm dùm tao cái lớp này. Đấy, thì như nhớ cái lớp mà anh Sơ Quế đề nghị du làm phó chủ nhiệm đầu tiên là cái lớp B2. Lớp B2 hồi đó không gọi 11, B2 hết, gọi B2. Là bởi vì cái cấp 3 của cái trường bổ túc văn hóa cán bộ nó học chỉ có 2 năm thôi. Năm nhất, năm thứ hai là xong, tức là 2 năm xong 3 lớp. Còn cấp 2 học 2 năm 4 lớp. Đấy. Cấp 1 thì nó học đúng mỗi 5 lớp, nhưng cấp 2 thì 2 năm 4 lớp, cấp 3 thì 2 năm 3 lớp. Cho nên nó không gọi là 11, 12. Bởi biết gọi thế nào cho hợp thì 2 năm 3 lớp mà, cho nên gọi là lớp A, lớp B. Thì bây giờ là cái lúc mà du ra trường tháng 11, tháng 80 thì có 2 cái lớp 12. B, B1 và B2. Hai lớp, lớp 12A là A1 và A2. Đấy, thì anh Trần Sống Quế nói là mày làm phó chủ nhiệm tao cái lớp B2. Cái lớp đó do ông thầy, chú quên rồi, ông thầy nào á làm chủ nhiệm. Chú mới hỏi là chú đọc sách nhiều mà chưa nghe nói cái phó chủ nhiệm bao giờ hết á. Và từ khi đi du học thì chú không nghe nói phó chủ nhiệm bảo ủa trời, ở cái trường người ta, trường mình nó khác, đặc thù mỗi trường khác, mày cứ làm phó chủ nhiệm đi, giúp ông chủ nhiệm, bởi cái lớp này ấy, nó có nhiều vấn đề đó. Đấy, thì đấy là cái chuyện anh Trần Xuân Quế lúc đầu anh nhận du tháng 11 năm 80 nhận về trường, nên một lúc hai vợ chồng luôn, vì du xin chú Ba Trà về đó, về trường công nông, chú Ba Trà giải quyết cho về. Đấy, như lý do chú kể là vì về cái trường đó thì thứ nhất là có cái một lúc nhận được hai người, nhận được hai người một lúc, thứ hai là có chỗ ở, thứ ba là có đất để mà tăng gia trồng trọt. Thế thì đến năm 1986 thì tỉnh nói là cái trường công nông coi như là nó xong, hoàn thành cái nhiệm vụ rồi, chuẩn bị giải thể. Thì du phải làm đơn lúc bây giờ đó. Trước đó thì du nói tức là du tỉnh về báo Sài Gòn Giải Phóng, vừa du không chịu, vừa du đi dạy cấp 3 mà còn du sẽ đi về báo Sài Gòn Giải Phóng, vừa du không chịu. Rồi du lý do là học sư phạm về làm báo thì nó kỳ lắm. Đấy. Rồi du xin được về nhờ chú em á, có cô bạn hay có là hiệu trưởng cái trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai, chú em du nói để xin về đó thì du thì vợ du cũng không chịu. Đấy, rồi là sau đó thì ba du mới xin cho du về trường Đại học Ngân Hàng. Đấy, trường Đại học Ngân Hàng thì ở ngay quận 1, gần nhà du, gần ở 49 Đồng Khởi, đường Đồng Khởi mà nó
Đại học Ngân hàng nó nằm ở phía bên đường, nhưng quên mất cái đường gì đó, song song với đường Đồng Khởi đấy, thì rất thuận lợi. Nhưng mà vừa như khó có lý do từ chối, nhưng mới xảy ra cái chuyện này. Thế là cái cô hiệu trưởng đó, đó cô nói là trường ngân hàng đâu có học văn đâu, nhưng mà có học văn nhưng mà học ít lắm, học số tiết thôi đấy. Cho nên là một lúc mà hai cháu về dạy văn thì cô khó phân công. Cô thế này này, cháu về cháu dạy chính trị đi, vợ cháu dạy văn. Dù nói là cô ơi, cháu đâu có học chính trị đâu mà dạy chính trị. Bảo trước mắt thì mày cứ dạy chính trị đi, lấy tài liệu nghiên cứu dạy, rồi sau đó cô cho đi học đại học chính trị. Và cô còn nói đó, mà nếu mày thích học ngoài nước quốc thì cô cũng giới thiệu mày đi học ngoài nước quốc được đấy. Thế là vì cô này ngày xưa đó cùng làm việc với cụ thân của Du, mà là cấp dưới của cụ thân Du. Thế nên cô hứa hẹn với Du như vậy. Thì vợ Du ấy, lấy ngay cái lý do đó là học văn mà dạy chính trị sao được, mang tiếng chết. Rồi bà không chịu vì lý do là ở quê Vĩnh Long là vợ Du có mẹ già và bà dì, cho nên không muốn xa mẹ và xa dì. Vì vậy Du mới về Vĩnh Long. Về Vĩnh Long mới xảy ra cái chuyện là xin về Công Nông. Thì đến năm 86 thì báo tin của tỉnh là cho biết là trường Công Nông hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị giải thể. Thì lúc đó Du mới lại làm đơn xin trở về thành phố, vì cái lý do là trường Công Nông giải thể. Nhưng vợ Du thì không thích xa nhà, bà không chịu. Thì Du nghĩ đi nghĩ lại, nói là cứ nghe lời vợ giết cũng không được. Hồi đó mình đã hy sinh mấy năm trời về Vĩnh Long sống với quê vợ rồi, thôi bây giờ là về sống gần cha mẹ em út ở trên đó. Cho nên là Du lặng lẽ làm đơn để xin chuyển ngành, xin chuyển về Sài Gòn. Thì với cái mức lương lúc đó là Du là 157 đồng đó, nên là năm 86 mà 157 đồng à. Lúc đó Du là được tiêu chuẩn là 125 đồng, tức là 25 28 gì đó, đại khái là cái mức lương đó đó. Mức lương đó đó, 125. Du nói sai này là anh cho quyển xếp Du là 88 đồng chứ không phải là bằng 85 đồng đấy. Thì Du nói là tức là cái bậc thứ nhất là 75 đồng rồi lên 95 đồng, như là không có cái mức 78. Thì lần này Du nhớ sai đó. Thì lúc đó năm 86 là Du có 100, được cái bậc lương là 105 đồng rồi, tức là thuộc diện bảo vệ sức khỏe cán bộ rồi. Cho nên là muốn chuyển đi trường khác, muốn chuyển vùng đó, chuyển từ Vĩnh Long lên thành phố là chuyển vùng rồi, thì phải làm đơn qua cái tổ chức chính quyền cái duyệt. Vì cho nên là chú phải làm chuyển cái đơn lên tổ chức chính quyền, thì cái việc đó chú mười sao vàng, tức là nhà thơ Nguyễn Chiến Thắng ấy, lúc đó ông ấy là thường vụ tỉnh ủy. Thì ông trong cuộc họp giao ban thì ông biết những cái đơn mà xin chuyển đó, thì cái đơn của Du, ông biết là Du xin chuyển về thành phố. Thì lúc này Du hoạt động văn nghệ ở Vĩnh Long rất là tích cực, ở Phú Long rất tích cực, viết văn viết báo, là viết báo cho Vĩnh Long, viết truyện ngắn tùm lum, rồi là viết nhạc, rồi đi dàn dựng các ca khúc ở ở tỉnh. Cho nên là chú Sao Vàng chú biết chú. Mà Du là chơi thân với là anh cái Phạm Bá Nhiễu, là cái người cán bộ ở tuyên giáo. Cho nên Du hay lên tuyên giáo chơi lắm. Chơi thì biết chú Sao Vàng làm thơ, thì Du hay đến nói chuyện với chú. Cho nên là chú quý Du, thì khi
đọc đơn thị là Du, Du về thành phố thì hôm đó là Du đi Sài Gòn về. Đi để mà xúc tiến cái việc, việc chuyển về thành phố đó. Lúc đó Du nghĩ là thôi bây giờ mình trước mắt mình cứ về. Mình về rồi thì vợ mình sẽ lên. Đó, cho nên là Du làm đơn thì hôm đó Du đến thành phố như vậy, Du giải quyết việc. Thì cái việc của Du nó êm ấm đâu vào đó. Nhiều nơi sẵn sàng nhận Du lắm. Lúc bây giờ kể cả đài truyền hình thành phố nó cũng chấp nhận đó. Đấy. Báo chấp nhận, trường cấp 3 chấp nhận, trường, các trường trung học, đại học sẵn sàng chấp nhận. Đấy. Lúc cái thời đó sao nó thiếu cán bộ, nó được xin Du thuận lợi lắm. Thì Du thành phố về, Du nhớ đến cái bến xe Long Châu, tức là hồi đó cái bến xe nằm Long Châu thì Du đi đến cái chợ Long Châu. Du không vào bến xe mà Du xuống ngay cái chợ đó. Thì chú Mười chú đi làm việc về, lúc đó buổi trưa chú chạy xe con thì cái người lái xe là anh Dành, là học viên trường Bổ Túc, cũng đông của Du, từng học Du. Thì chú kêu anh Dành dừng xe đó, chú mở cửa chú ra, chú chặn đường Du, chú nói là mày đâu về vậy. Thì chú nói là cháu vừa đi lên Sài Gòn. Ông ấy hỏi là đến thăm nhà hay là đi xin việc. Thì Du hỏi là Du rất ngạc nhiên tại sao không biết Du đi xin việc. Du phải nói thật là cháu lên để giải quyết cái vấn đề xin việc. Thì chú Mười cho nói là quê vợ mày ở đây. Đấy. Mày từng chiến đấu ở đồng bằng sông Cửu Long. Đấy. Mày làm việc ở đây mấy năm mà mày làm việc tốt. Đi làm cái gì? Mày ở đây, đây câu mà Du nhớ cả đời này, mày ở đây với tao, chết tao trốn. Thì Du mới cười chứ nói là cháu ít tuổi anh chú mà sao mà cháu chết trước chú được, mà chết tao trốn, chết chú trốn. Điều đấy là tao nói là chuyện vật tử mà. Đấy. Thì Du nhớ cái chuyện đó, thành ra cũng phân vân cái chuyện về. Hay là khi mà vợ Du phát hiện ra là Du làm đơn thành phố thì bà buồn, vì lúc đó là mẹ đã bắt đầu về hưu rồi. Thế thì cái việc Du mà làm đơn đi, thứ nhất là chú Mười là thường vụ tỉnh ủy, chú khuyên Du là nên ở lại với chú, ở lại với Vĩnh Long. Thứ hai là điều đó là vợ Du buồn. Thì Du cũng mà suy nghĩ chứ. Thì bây giờ xảy ra cái chuyện, cái trường trung học sư phạm đó, nó có vấn đề. Cho nên ấy, tỉnh mới tỉnh thay cán bộ, thay hiệu trưởng. Thì tỉnh lựa chọn, tức là cái trường công nông sắp giải thể thì cán bộ nó sẽ phải giải quyết cho họ chứ. Thì tỉnh mới chọn anh Tư Kiệp hiệu phó nhà trường về trường trung học làm hiệu trưởng. Thì tỉnh thông báo cho anh Tư Kiệp biết cái chuyện đó. Đấy. Thì anh Tư Kiệp mới gặp Du nói là anh sắp được phân về cái trường trung học rồi, thì kêu Du về cùng anh làm việc, giúp anh ấy để củng cố lại cái trường trung học sư phạm. Cái tư của anh Tư Kiệp ấy, giúp anh ấy củng cố trường trung học sư phạm. Bởi vì cái trường này nó có vấn đề. Thì Du cũng chả hiểu diễm, Du nói thế là hồi đó Du còn nói cái trường này là cái nơi mà thanh niên nó vào học để trốn lính. À chứ trốn, nói chung là trốn lính mà để trốn nghĩa vụ quân sự. Thế thì khi Du về dạy thì Du thấy được trường sư phạm nhưng mà toàn nam mà. Một lớp thì có 3-4 cô gái thôi, còn đâu nam hết. Đấy. Hồi đó sao người ta sợ nghĩa vụ quân sự đó, có đánh nhau đâu mà ta sợ. Thì cách tốt nhất là vào học trung học. Vào học trung học thứ nhất là kiếm được cái nghề sau ra trường làm việc, mà lại không phải đi nghĩa vụ quân sự. Cho nên nam nhiều lắm. Cái chuyện đó Du nói sao. Đấy.
Thì sẵn cái chuyện đó thì anh Thư Kiệp anh khôn lắm, anh không những nói Du mà anh xuống anh nói với vợ Du cái chuyện đó. Thì vợ Du mới bám ngay cái ý đó, mới nói Du về với anh Thư Kiệp đi, chứ về thành phố làm cái gì. Thì vì như vậy Du mới chuyển về trung học sư phạm là năm 1987. Năm 1987 thì Du về trung học sư phạm. Du về trung học sư phạm năm 1987. Bây giờ Du không nhớ tháng mấy nữa. Đấy. Thì vợ Du chết vẫn chưa về. Vợ Du thầy không đông quen rồi, cho nên bà nói bao giờ trường không nuôi thể thì bà đi, chứ còn chưa thì bà chưa đi. Đấy. Cho nên là vợ Du ở lại dạy ở không đông thì ở cái nhà trường cấp cho Du ở dưới đó. Còn Du về trên trung học sư phạm về một mình. Đấy. Về mình thì buổi chiều đó, buổi chiều Du hay hồi đó đi xe đạp nhé, Du đạp xe từ trường ra cái cầu, bây giờ hồi đó gọi là cầu tàu đó, ra cái cầu tàu ngồi hút thuốc, không uống cà phê đâu, hút thuốc không à, ngắm dòng sông. Thì buổi chiều đó hoàng hôn nó xuống đẹp lắm, sông nó lặn, mặt trời nó lặn, bây giờ gọi là cái phía cầu Mỹ Thuận nó làm hướng nó nhìn rất đẹp. Thì Du nhớ là cái chỗ Du ngồi đó nó có một cái bụi tre đó, nó cong vòng xuống thành cái vòng, thì ở dưới cái vòng tre đó một cái tượng căm thù của họa sĩ Nguyễn Thái Bình làm. Anh Nguyễn Thái Bình ấy học ở Liên Xô, học chung với nhiều họa sĩ nổi tiếng ấy. Của Liên Xô lúc đó Bình Long là anh Phong Ba cũng tập kết ra Bắc, cũng trở về làm việc tại Bình Long. Anh Phong Ba làm hội văn học nghệ thuật, đúng vậy, gọi là chú Phong Ba thì chú lớn tuổi rồi. Nguyễn Thái Bình ấy thì anh ấy làm ở Sở Văn hóa. Thì Du ngồi trước buổi chiều hoàng hôn vậy đó, nhìn ra bên phải là ngắm được cái tường căm thù và nhớ những cái chuyện ngày xưa đó, Pháp Mỹ nó tra tấn các cái người tù như thế nào, và nhìn cái dòng sông nó trôi đẹp. Thì bây giờ này gần cái chỗ tường cái bia căm thù của anh Nguyễn Thái Bình nhá, nó có một cây dừa. Mà cây dừa này nó bị cụt ngọn, nó vẫn còn, nó không có ngọn. Cây dừa lên thẳng này, nó cụt ngọn. Người ta nói là bị mảnh pháo nó chém, nó chém, rồi nó làm đứt cái ngọn, rồi bị chết cái ngọn, nó rớt xuống. Nhưng cây dừa vẫn còn mà không biết sao, thị xã hồi đó, thị xã Bình Long nó không chặt cái dừa bỏ, chưa chặt, nó vẫn còn cây dừa cụt ngọn. Bởi vì nó gần cái bia, ngay cái bia cắm thù rồi, chắc là họ để đó làm cái chứng tích để cắm thù nữa. Thế thì hôm buổi chiều lúc hoàng hôn nó xuống đỏ rực cái này, thì Du châm thuốc cho ngồi Du hút cái này, thì bỗng nhiên Du thấy có một cô gái cầm một cái làn quát nó tận một tay này, cái làn đấy. Cô mặc áo bà ba, quần đen, cô đứng tựa vào cái dừa đó. Thì cái mặt trời nó chiếu xuống thì cô nghiêng cái vành nón này, cô che cái mặt trời, che cái nắng mặt trời, mắt cô nhìn ra hướng đường, chắc là cô chờ ai rồi. Thì dáng đẹp lắm, trong chiều không thấy rõ mặt vì mặt trời đó, nó chiếu đến, chiếu tích tích vào gương mặt này, thì chỉ thấy cái dáng đẹp lắm. Lúc đó là gần tới ngày 20 tháng 11 rồi, đầu tháng 11. Thì lúc đó là Du đang phụ trách cái đội văn nghệ của trường trung học mà. Du thành lập cái đội văn nghệ.
thành lập đúng là tôi thành lập câu lạc bộ trung học sư phạm. Và trong đó có cái nhóm gọi là nhóm nắng sân trường, thu gom được những học sinh thích văn thơ vào cái nhóm nắng sân trường và ra được cái tờ du là xúc tiến ra được cái tờ tập san nắng sân trường, tập hợp những cái bài thơ bài văn của học sinh của sinh viên thầy cô giáo để in. Đấy. Công việc của du đó là thành lập văn nghệ, thì là du thành lập được cái đội văn nghệ. Thì gần 20 thường là phải làm một cái chương trình văn nghệ để chào mừng ngày giáo Việt Nam. Thì tự nhiên lúc này đã cái ý là ta mượn ngay cái hình ảnh cô giáo, cái cô gái này coi như là một cô giáo cô chờ đò để qua sông đi dạy học. Vì Du từng dạy bổ túc mà, cho nên là cô ban đêm qua đò vượt sông xuống đò vượt sông qua bên Cù Lao để dạy học. Đến đó là học trò đứng chờ cô. Du nghĩ như vậy. Đây là Du để mà viết ca khúc mà. Thì ngay đêm đó là Du viết được cái ca khúc Hát về cô giáo bên sông. Chứ cái cô đó không phải là cô giáo, Du có biết cô là ai đâu. Cô đứng cô cầm cái nón nghiêng, cô che cái nắng mặt trời thôi, đứng tựa lưng vào cái, đứng gần cái gốc dừa đó. Chắc là cô đứng chờ ai đó. Thì Du hình dung đây là cô giáo chờ đò qua sông. Chờ đò qua sông. Đấy. Cô đẹp như cái phần trăng đêm, đêm trăng lên. Đó, Du nghĩ thì ra cái hình tượng đó. Và ngay đêm đó viết được ca khúc. Và tập đầu tiên là tập cho các em học sinh, sinh viên trường trung học sư phạm Bình Long hát. Lâu quá rồi, năm 87 giờ Du quên, cũng nhớ là cái người hát của Du là ai. Du chỉ nhớ hồi đó Du bắt tay Du dàn dừng mà. Đấy, là có một mấy người hát Minh Họa, nhưng mà chủ yếu vẫn là đơn ca nữ nhé. Đấy, có người Minh Họa, có Túc Múa. Du dàn dừng, đích thân Du dàn dừng công phu lắm. Sau đó Du viết xong rồi Du còn đi Mỹ An chơi rồi ngồi bờ sông bên cái cầu Cái Lóc á, trong cái đêm sáng trăng viết được cái bài hát rồi. Chiều có trường em nghe hát chân ca, bởi vì cái cô hiệu trưởng cái trường Cái Lóc là cô bé ca sĩ Đông Quyên, quá hay đó, hát chân ca cực hay. Cho nên Du viết là chiều qua trường em nghe hát chân ca nữa, thì cả hai bài đó Du đều viết đầu tháng 11, cho nên là Du dàn dựng cho đội văn nghệ biểu diễn luôn. Đấy. Thì gần như tháng 1, thứ nhất là Du đưa cái đội văn nghệ đi thi cái tiếng hát ngành giáo dục Cửu Long. Thì hai bài giảng lúc đó anh Nguyễn Ba Hiểu là giám đốc ti giáo dục Cửu Long. À đúng rồi, ti Cửu Long. Thì cả hai bài hát của Du á đều được chấm là giải xuất sắc cho cuộc thi đó. Giải xuất sắc. Thì dàn dựng cho đội văn nghệ trường trung học. Thì đó là cái hoàn cảnh ra đời của ca khúc Hát về cô giáo bên sông. Chiều cổ chiên con
Cảm ơn cô giáo ca sĩ Kim Cương đã hát cho Du cái bài hát về cô giáo bến sông nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Du một lần nữa cảm ơn cô giáo ca sĩ Kim Cương và chúc cô giáo cùng gia đình vui khỏe, đặc biệt là chúc các thầy cô giáo đang trực tiếp sống và dạy học trong cả nước này càng ngày thì càng làm được nhiều công việc hữu ích cho công cuộc trồng người của nhà nước.